Dạ, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Thì hiện tại bây giờ ở đây là cốc của thầy Minh Tệ à, trên con đường em xuống cốc nha mọi người. Đó, thì ở đây là đoàn thiện nguyện Hóc Môn, quận 12, Gò Vấp, quận 3 phát quà cho đồng bào nghèo ở tỉnh Gia Lai. Đó, thì cũng đang có mặt tại nơi cốc thầy Minh Tệ. Đó, thì em sẽ đi vô trong đây cho mọi người xem. Đó, các vị Phật tử đến đây rất là đông nha mọi người. Đây, thì đó, đây là Sài Gòn à, những vị Phật tử ở Sài Gòn. Đây là khu vực này ở ngoài cổng của thầy Minh Tệ. Đó, thấy không cô chú à, quá trời, hôm nay là mọi người đến đây rất là đông. Đây là cũng Sài Gòn luôn nha. Đó, thì em cũng Sài Gòn luôn cô chú. Đó, thấy không, cô nè mặc đồ rất là đẹp luôn nè. Dạ, cô gặp được thầy Minh Tệ chưa cô? Đi xuống tay em mà thầy cái này lông vỏ nè, lông vỏ nè mà tôi ra. Đúng rồi, đúng rồi. Lông vỏ nè. Sao nhớ, sao biết hay vậy? YouTube tôi coi hàng ngày. Dạ. Ở ngoài đẹp trai chán ta. Dạ. Lông vỏ nè. Dạ. Cái kinh này là kinh. Dạ, để con dẫn. Tấm hình coi. Dạ, để con dẫn xe. Nè, con gặp được cô với mấy cô nè. Đó, ơi, đây. Cho kinh con này kinh dạ. Dạ, con á. Dạ. Dạ, đây. Lông vỏ với lông vỏ là một tên. Dạ, đúng rồi, là một, là một. Ôi, theo vỏ cho nó mẹ nha. Không, 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 đi nhìn coi. Ô, tay chưa vợ. Một là ly dị, hai là chưa vợ. Dạ, đúng, chính xác. Đây. Dạ. Để chụp cho tao tấm hình với lông vỏ. Dạ. Con đeo mắt kiến không? Cô cần con đeo mắt kiến không? Muốn đeo, đeo, không đeo thôi. Trời ơi, đẹp trai quá. Nè. Nè, cô quay đi cô. Cô cầm quay, đó cô cầm vậy đi. Đây, lông vỏ kinh vlog đây. Đây, mấy chị đang yêu yêu nghề, đang quay đây. Vô fan fan hâm mộ. Lông, lông vlog. Đây, lông vỏ, lông vỏ y lọc đây. Lên VTuber. Rồi. Rồi. Đây, mấy anh mình đang đi nè. Đó. Kênh vlog, lông vlog đây. Bây giờ là không có gặp đâu. Đây, cô đây. Ôm bị miếng tay. Để chụp về rồi xong, cô chụp với con một tấm nha. Rồi, giờ có, giờ quay sao nữa. Thì cứ để vậy đó, cứ quay vòng vòng. Quay đây nè, quay đây nè. Rồi. À, đó, kênh vlog mấy cô đang hâm mộ. Bây giờ đi tới fan của đây vô đi. Đây là đoàn đã gặp Long Vlog đang hâm mộ fan nha, fan của Vlog. Fan Vlog hả? Fan của Long Vlog. Long vỏ, Long vỏ. Long vỏ. Đẹp trai lắm. Bạn để con lấy cái mắt kiến đi cho lông lông vỏ nó vô làm nè. Dạ, đủ con đi vô làm nũ. Đây. Đấy. Đây, hâm mộ, hâm mộ đẹp trai. Đây mấy chị này đang đi. Khánh. Nhìn là tôi biết liền à. Đây. Này, mấy chị lên này. Lông vỏ nói là xin chào cô chú và các anh chị ơi. Đây. Chúc mừng chị nhá. Khe cả, khe cả. Mẹ nói chúc mừng chị nhá. Long đây đường đi xuống thầy Thích Minh Tệ. À, có duyên gặp Long Y Lóc. À, quay VTuber. Mấy cô đang hâm mộ fan, fan của fan của Long Y Lóc. Fan của Long Vlog đây mấy chị đây. À, lông vỏ, lông vỏ. Đây, lông vỏ đẹp trai. Đây, lông vỏ đẹp trai. Đây, lông ok. Lông vỏ nói xin chào cô chú và các anh chị nha. Đây, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Đó, thì hiện tại bây giờ quay đi con, quay giùm chú á. Đó, thì con cũng gặp tất cả các đoàn mấy cô là ở Củ Chi. Không, bây giờ một người chụp xong rồi ra nữa. Nói cho thì rất là vui nha mọi người. Hôm nay là cô chú nào quay vòng vòng đi con. Đó, mấy cô đến đây. À, thì từ Sài Gòn ủng hộ nha. Đó, thì em lúc nào cũng yêu thương Hồng Loan, Hồng Ni hết. Đó, thì mọi người thấy em rồi đó. Đây là mấy cô ở xa.
đến đây để muốn gặp thầy Minh Tệ, thì ngày mai sẽ gặp thầy Minh Tệ. Còn hôm nay là thầy không có ra được. Rồi, lắm rồi. Long Thỏ TV nói thiệt hơn chứ thiệt. Dạ, thiệt còn hơn chứ thiệt. Còn hơn cái dốc. Dốc còn hơn chứ. Long Thỏ tự cao, dốc còn hơn chứ. Quê hương của mì xào nè. Dạ, quê hương mì xào hả con? Quê hương của mì xào của chuối nè. Dạ, vậy hả? Đó thì nè, bây giờ em sẽ quay cho mọi người xem mà các cô nè. Đó, thấy không, đẹp không? Đấy, em sẽ chụp hình lại luôn một chút xíu, em sẽ đưa lên là mấy cô sẽ thấy luôn. Đưa lên kênh YouTube luôn. Đó, đây. Đó, em ghép hết vô tất cả mọi người vô một chỗ luôn. Đấy. Đây, hai cô nữa nè. Đó, vui lắm luôn. Đó, thì cô thấy không, mọi người đều nói con này kia nhưng mà cuối cùng em con là người công chính liên minh đúng không? Còn bây giờ tùm lum tà le luôn. Đó, nghe đồn nó quay xe cái cũng buồn không muốn coi. Đúng rồi. Nghe đúng không? Ông trưa coi lại nó không có. Thế bình thường cái ngồi nói chuyện mỗi ngày. Đúng, đúng không? Còn đúng, những cái đó là những người đó là những người bên Hồng Loan kêu con vô coi để con phản biện giúp cho Hồng Loan là coi theo dõi Phương Anh để mà phản biện giúp, nhưng mà người ta vô tình người ta nghĩ sai, cho nên là mình cũng làm những cái điều đúng thôi. Ê, đừng giống luật sư vlog nha. Đó bây giờ nè, mấy người đang quay xe quá trời kìa. Đó xong lên chửi mấy người đó đi. Hồi sáng đó còn nghe con đâu có. Điều hành rồi. Dạ, đó, đúng rồi. Nói chung đúng rồi luôn nè cô chú. Đó. Gặp trời, gặp Long TV. Phan Hâm Mộ biết liền. Dạ. Ủa sao biết mà con hay vậy, con đeo mắt kiến không ạ? Nhưng mà con đeo mắt kiến mà từ từ. Con lên video là con phải đeo mắt kiến. Nghe cái tiếng nói đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi, dân thiệt nè. Dân này mấy tỷ nè, chứ không phải là dân 1 tỷ. Đó, mấy cô. Dạ. Dạ. Đức Công là xạo. Đức Công là xạo lờ. Đó. Đó. Đó, con là người mà đứng ra mạnh nhất, nói mạnh nhất, nhưng mà cuối cùng đâu ai chửi con đâu. Dạ, rồi chúc các cô nhiều sức khỏe bình an nha. À. Dạ. Đó, bữa nay vui lắm. Lên nút vàng chưa? Dạ, nút vàng rồi, con tới 210.000 người mà, nút bạc chưa tới nút vàng. À, dạ. Chào cô nha. Dạ. Dạ. Nè, nè. Đây cái này mới là thiệt nè. Đây là một nguyên một chiếc xe luôn nha mọi người, là fan của Hồng Loan. À, cũng đi ra tới ngay thầy Minh Tệ luôn. Đó, rất là vui luôn cô chú. Gặp được fan yêu thương mình luôn. Đấy, còn đây là những người, người này là ở đâu thì là em không biết. Cho nên là bây giờ em sẽ cho mọi người xem các cô, các chú đến cốc của thầy nè. Thấy chưa, rất là đông luôn. Đây. Đó, đẹp không mọi người? Toàn là 7 màu thôi. Đó, đẹp lắm. À, thấy không cô chú? Đông lắm. Bây giờ là em sẽ chạy xe đi vô cốc của thầy để em quay cho mọi người xem. À, còn bây giờ là các cô các chú về nè. Rồi bye bye. À, bây giờ là chạy về tới Sài Gòn luôn á, Củ Chi luôn nha mọi người. Đó, chào mấy cô. Đây, quá tuyệt vời không, nguyên một xe yêu thương luôn, nguyên một xe mà nhớ về em luôn nha mọi người. Đấy, đẹp lắm. Đấy, bây giờ em sẽ chạy xuống dưới. Đây. Quá trời đẹp luôn. Đó, quá trời vui luôn nha cô chú. Đông lắm luôn. Chào cô. Ai. Thấy chưa? Rất là đông, rất là đông. Ai.